Hồi 35, Huyền Đức qua Nam Chương, gặp người ẩn dật đang phúc đến Tân Giả, tiếp chúa anh minh. Lại nói Sái Mạo đang định quay về, thì Triệu Vân đem quân đuổi tới. Nguyên Triệu Vân đang ngồi uống rượu, bỗng nghe có tiếng người ngựa xôn xao, vội chạy vào xem, không thấy Huyền Đức. Vân giật mình ra ngay nhà khách, được tin Sái Mạo dẫn 500 quân ra cửa Tây. Vân cấp tốc đem 300 quân cầm giáo cưỡi ngựa rượt theo, gặp ngay Sái Mạo. Vân hỏi, chúa ta đâu? Mạo nói, sứ quân bỏ tiệc trốn, không biết đi đâu. Triệu Vân là người cẩn thận, không hay hấp tấp, liền tế ngựa lên trước, trông xa thấy một cái suối rộng không còn đường nào khác, liền quay ngựa lại, thét hỏi Sái Mạo, người mời chúa ta đến dự tiệc, cớ sao lại dẫn quân đuổi theo? Mạo đáp, quan chức chính quận, 42 châu huyện đều họp ở đây. Ta là thượng tướng, sao lại không đi tuần tra bảo vệ? Vân lại hỏi, người bức chúa ta chạy đi đâu? Mạo nói, nghe nói sứ quân cưỡi ngựa chạy ra cửa Tây, tôi đến đây chẳng thấy đâu cả. Vân còn hoài nghi chưa biết thế nào, lại đến bên suối đứng ngắm mãi, thấy bờ bên kia có vệt ướt, bụng bảo dạ, chẳng lẽ cả người lẫn ngựa nhảy qua được suối này. Liền sai 300 quân tản ra, bốn phía tìm kiếm, cũng chẳng thấy dấu tích gì. Khi Vân quay ngựa lại, thì Sái Mạo đã vào thành rồi. Vân tóm bọn lính gác tra hỏi chúng nói lưu sứ quân tế ngựa ra cửa Tây. Vân định vào thành, nhưng sợ có mai phục, liền đem quân về Tân Giả. Lại nói, từ lúc nhảy qua suối, Huyền Đức bàng hoàng như người ngây dại, tự nhủ, suối rộng thế mà nhảy qua được, hái chẳng phải lòng trời, rồi cứ lần theo đường Nam Chương rủi ngựa đi. Lúc mặt trời sắp lặn, gặp một chú bé chễm chệ ngồi trên lưng trâu, miệng thổi cây sáo, đường tiến lại. Huyền Đức than rằng, chú bé kia thật sướng hơn ta, rồi dừng ngựa lại đứng xem. Chú bé chăn trâu cũng họ trâu lại, hạ sáo xuống nhìn kỹ Huyền Đức một hồi rồi hỏi rằng, có phải ngài là Lưu Huyền Đức phá giặc khăn vàng ngày xưa không? Huyền Đức lấy làm lạ, hỏi lại rằng, cháu là trẻ nhỏ thôn quê, sao cũng biết tên họ ta? Chú bé thưa, trước cháu cũng không được biết, nhưng nhiều khi đứng hầu thầy tiếp khách, thấy nhiều người nói có ông Lưu Huyền Đức, mình dài 7 thước 5 tấc, tay dài quá đầu gối, mắt trông thấy được tai, là người anh hùng đời nay. Nay gặp ngài đây, thấy hình dạng như đúc, cháu chắc ngài là ông Huyền Đức. Huyền Đức hỏi, thầy cháu là ai? Chú bé đáp, thầy cháu là Tư Mã Huy, tự là Đức Tháo, người ở Vĩnh Châu, đạo hiệu là Thủy Kính Tiên Sinh. Huyền Đức hỏi, thầy cháu hay kết bạn với ai? Cháu bé đáp, thầy cháu thường chơi với hai người ở Tương Dương, là Bàn Đức Công và Bàn Thống. Huyền Đức hỏi, Bàn Đức Công và Bàn Thống là người thế nào? Chú bé đáp, là hai chú cháu. Bàn Đức Công tự Sơn Dân, hơn thầy cháu 10 tuổi, Bàn Thống tự là Sĩ Nguyên kém thầy cháu 5 tuổi. Một hôm thầy cháu đường hái dâu ở trên cây, gặp Bàn Thống lại thăm, hai người ngồi chơi nói chuyện dưới gốc cây, cả ngày không biết mệt. Thầy cháu yêu Bàn Thống lắm, gọi là anh em. Huyền Đức hỏi lại, thầy cháu bây giờ ở đâu? Chú bé chỉ tay, đáp, nhà ở trong rừng trước mặt kia kìa. Huyền Đức nói, ta chính là Lưu Huyền Đức đây. Cháu đưa ta vào ý kiến thầy cháu. Chú bé dẫn Huyền Đức đi. Ước được hơn 2 dặm đến đầu nhà, Huyền Đức xuống ngựa, bước vào đến cửa trong, nghe có tiếng đàn du dương. Huyền Đức bảo chú bé đừng báo vội, đứng lắng tai nghe. Bỗng tiếng đàn im bặt, một người bước ra tươi cười nói, tiếng đàn đương êm dịu, bỗng nảy lên tiếng cao, tất có người anh hùng nghe trộm. Chú bé trỏ tay và nói với Huyền Đức, đây là Thủy Kính Tiên Sinh, thầy cháu đấy. Huyền Đức ngắm kỹ thấy người dáng tùng, vóc hạc, dáng điệu thật là tiên cách, vội vàng bước lên thi lễ. Lúc ấy quần áo Huyền Đức vẫn còn ướt. Thủy Kính nói, ông hôm nay thoát được nạn to. Huyền Đức rất lấy làm lạ. Chú bé lại nói, thưa thầy, đây là Lưu Huyền Đức. Thủy Kính mời vào nhà, chủ khách cùng ngồi. Huyền Đức thấy trên giá chất đầy sách vở, ngoài cửa sổ tùm không trúc, một cái đàn để trên sạp đá, một bầu thanh khí lân lân. Thủy Kính hỏi, Minh Công ở đâu đến? Huyền Đức đáp, tôi ngẫu nhiên đi qua chỗ này, may gặp tiểu đồng chỉ dẫn, được vào hầu ngài, lấy làm hân hạnh lắm. Thủy Kính cười, nói, ông không nên giấu, chính ông chạy nạn đến đây. Huyền Đức liền thuật lại đầu đuôi vụ Tương Dương. Thủy Kính nói, trong sắc mặt ngài, tôi biết cả rồi. Lại nói Huyền Đức rằng, tôi nghe đại danh đã lâu, sao đến nay vẫn còn long đong. Huyền Đức đáp, số tôi vất vả, mới đến nỗi này.
Thủy Kính nói, không phải thế, vì bên cạnh còn thiếu nhân tài đó thôi. Huyền Đức nói, vị tuy không có tài, nhưng văn thì có Tôn Càn, Mi Chúc, Giản Ung, võ thì có bọn Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, hết lòng phụ tá, tôi cũng nhờ được sự giúp đỡ của họ nhiều. Thủy Kính nói, Quan, Trương, Triệu đều là những người có võ nghệ địch đổi muôn người cả, nhưng chỉ tiếc không có người biết sử dụng những nhân tài ấy. Còn như bọn Tôn Càn, Mi Chúc là hạng bạch diện thư sinh, không có tài kinh luân tế thế gì. Huyền Đức nói, tôi thường vẫn khiêm tốn để cầu người hiền trong các nơi rừng núi, nhưng chưa gặp được ai thì làm thế nào? Thủy Kính đáp, ông Khổng Tử nói rằng, trong một cái ấp chừng 10 nóc nhà thể nào cũng có người trung tín. Sao ông lại bảo là chẳng có ai? Huyền Đức nói, vị này ngu dốt không hiểu, xin ngài chỉ bảo cho. Thủy Kính nói, ông có được nghe những câu ca dao của trẻ con ở các quận kinh tương không? Ca dao nói rằng, khoảng năm 89 vận lung lay, năm thứ 13 sạch mảy mây, hết thảy mệnh trời đã định trước, rồng ẩn trong bùn cất cánh bay. Ca dao ấy xuất hiện từ năm Kiến An thứ nhất đến năm thứ 8, 203 sau Thiên Chúa, vợ trước Lưu Biểu mất, gia đình sinh ra lục đục, thế là ứng vào câu đầu vận lung lay. Câu thứ hai, sạch mảy mây, nghĩa là Lưu Cảnh Thăng sắp mất, văn võ tan vỡ, mỗi người một nơi, không còn gì cả. Hai câu sau, mệnh trời đã định trước, và rồng cất cánh bay, là ứng vào tướng quân đó. Huyền Đức nghe nói giật mình, tạ rằng, tôi đâu dám nhận câu đó. Thủy Kính nói, nay những bậc kỳ tài trong thiên hạ đều ở miền này, ông nên đến tìm. Huyền Đức vội hỏi, kỳ tài ở đâu? Thủy Kính đáp, Phục Long, Phượng Sồ, chỉ cần một trong hai người ấy cũng đủ bình định thiên hạ. Huyền Đức hỏi, Phục Long, Phượng Sồ là người thế nào? Thủy Kính vỗ tay, cười rộ nói, được, được. Huyền Đức hỏi thêm. Thủy Kính nói, bây giờ tối rồi, xin tướng quân hãy tạm nghỉ chân ở đây, ngày mai tôi sẽ nói chuyện. Liền sai tiểu đồng làm cơm khoản đãi, dắt ngựa vào tàu. Huyền Đức ăn uống xong, vào nghỉ ở gian phòng bên cạnh, đêm nằm nghĩ lời Thủy Kính, trằn trọc mãi không ngủ được. Tới khuya, bỗng có tiếng người gõ cửa phòng giữa, đi vào, rồi nghe tiếng Thủy Kính hỏi, Nguyên Trực từ đâu đến? Huyền Đức trở dậy nghe trộm, thấy tiếng người khách đáp, lâu nay, tôi nghe nói Lưu Biểu là người yêu người thiện, ghét kẻ ác. Tôi đến ý kiến, té ra chỉ có hư danh thôi, vì hắn tuy biết yêu người thiện mà không biết dùng, biết ghét kẻ ác mà không biết bỏ. Cho nên tôi để lại thư từ biệt rồi đến đây. Thủy Kính nói, ông là người có tài vương tá, nên chọn người mà theo, sao lại khinh thân đến gặp Lưu Biểu làm gì? Vả anh hùng hào kiệt ở ngay trước mắt, chính ông không biết đấy thôi. Người đó nói, tiên sinh dạy phải lắm. Huyền Đức nghe thấy thế, mừng lắm, nghĩ thầm người này chắc là Phục Long, Phượng Sồ đây, chỉ muốn ra gặp ngay, nhưng lại e hấp tấp quá. Đợi đến sáng, Huyền Đức vào hỏi Thủy Kính, đêm qua ai đến chơi đây? Thủy Kính đáp, bạn tôi đó. Huyền Đức xin gặp. Thủy Kính nói, người ấy đã đi nơi khác tìm minh chủ rồi. Huyền Đức hỏi tên họ người ấy, Thủy Kính chỉ cười ồ lên, nói, được. Được, Huyền Đức lại hỏi đến Phục Long, Phượng Sồ, Thủy Kính cũng chỉ cười, nói, được. Được, Huyền Đức lại mời Thủy Kính ra giúp cùng vào nhà hắn. Thủy Kính nói, tôi là người ở rừng núi, xưa nay chỉ chơi dông dài không đáng cho đời dùng. Đã có người khác tài gấp mời tôi đến giúp ông nên đi tìm. Đường nói chuyện, thấy bên ngoài có tiếng người ngựa xôn xao. Tiểu đồng vào báo có một tướng dẫn vài trăm quân đến nhà. Huyền Đức nghe nói rụng rời, vội ra xem ai, thì là Triệu Vân. Huyền Đức mừng lắm. Vân xuống ngựa đi vào, nói, đêm qua tôi về huyện không thấy chúa công, suốt đêm đi tìm. Hôm nay hỏi thăm mãi mới đến được đây. Chúa công nên về ngay, sợ có người đến đánh huyện. Huyền Đức từ biệt Thủy Kính, cùng Triệu Vân lên ngựa về Tân Giả. Đi chưa được vài dặm, thấy một toán quân đã kéo đến. Trông ra thì là Vân Trường và Dực Đức, gặp nhau ai cũng mừng rỡ. Huyền Đức kể lại chuyện nhảy qua suối Đàn Khê, mọi người đều kinh ngạc. Về đến huyện, Huyền Đức cùng bọn Tôn Càng bàn bạc. Càng nói, nên đưa thư nói việc ấy cho Cảnh Thăng biết. Huyền Đức nghe lời sai ngay Tôn Càng mang thư sang Kinh Châu. Lưu Biểu gọi vào hỏi, ta mời Huyền Đức đến hội ở Tương Dương, cớ sao đường giữa tiệc lại bỏ trốn đi. Càng trình thư lên và thuật lại đầu đuôi việc Sái Mạo lập mưu ám hại. Huyền Đức nhờ được ngựa nhảy qua Đàn Khê mới chạy thoát. Biểu giận lắm, cho đòi Sái Mạo đến mắng,
sao mi dám hại em ta, rồi thét lôi ra chém. Sải phu nhân ra vàng khóc xin tha, Biểu vẫn chưa nguôi giận. Tôn Càn thưa, nếu Minh Công giết Sái Mạo, tôi e Lưu Huyền Đức khó lòng ở được chốn này. Biểu trách mắng Sái Mạo thậm tệ, rồi mới tha tội, lại sai con trưởng là Lưu Kỳ cùng Tôn Càn sang Tân Giả xin lỗi Huyền Đức. Kỳ vâng lệnh đến Tân Giả, Huyền Đức tiếp đón, mở tiệc thết đãi. Rượu ngà say, Kỳ tự nhiên khóc, Huyền Đức hỏi vì cớ gì, Kỳ nói, kế mẫu cháu là Sái Thị Thường vẫn có ý muốn hại cháu, cháu không tìm được kế nào để tránh vạ, xin thúc phụ dạy bảo cho. Huyền Đức khuyên, nên ở cho trọn đạo hiếu, tức không lo gì. Hôm sau, Lưu Kỳ khóc lóc từ biệt, Huyền Đức cưỡi ngựa ra tận ngoài thành, nhân tiện trỏ vào con ngựa đang cưỡi nói, nếu không có con ngựa này, ta đã là người dưới suối rồi. Kỳ nói, đó không phải là sức ngựa, chính là phúc lớn của thúc phụ. Nói rồi, hai người chia tay, Kỳ rõ nước mắt mà đi. Huyền Đức quay ngựa về thành, ngang qua chợ thấy một người đội khăn cát bá, mặc áo vải, thắt lưng thâm, đi giày đen, vừa đi vừa hát, thổ trời đất gặp cơn phản phúc lửa viên lưu đương, lúc suy tàn lâu đài sắp sửa lật nghiêng một cây há dễ chống lên được nào. Non sông có bậc anh hào muốn tìm Minh Chúa, chúa nào biết ta. Huyền Đức nghe xong, nghĩ thầm rằng, có lẽ Phục Long, Phượng Sầu đây chăng? Liền xuống ngựa gặp mặt, mời về huyện, hỏi họ tên. Người ấy đáp, tôi là người Dinh Thượng, họ Đan, tên Phúc, lâu nay vẫn nghe nói sứ quân có ý thu nạp những kẻ hiền sĩ muốn đến theo hầu, nhưng chưa dám vội vàng, nên đi rong chợ hát nghêu ngao để động đến tai ngài. Huyền Đức mừng lắm, tiếp đãi vào bậc thượng khách. Đan Phúc nói, xin phép cho xem con ngựa ngài cưỡi vừa rồi. Huyền Đức sai dắt đến, Đan Phúc nói, đây có phải là ngựa đích lư không? Tuy là thiên lý mã, nhưng hay hại chủ, không nên cưỡi. Huyền Đức nói, việc ấy đã xảy ra rồi. Lại đem chuyện Đàn Khê ra thuật cho Đan Phúc nghe. Đan Phúc nói, thế là cứu chủ chứ không phải hại chủ. Sau này thế nào nó cũng hại một chủ. Tôi có phép giải được cái tật ấy. Huyền Đức hỏi phép gì? Đan Phúc nói, ngài hãy đem ngựa này tặng cho người nào mà ngài vẫn thù ghét. Đợi khi nó hại người ấy rồi, ngài sẽ cưỡi, tức không việc gì nữa. Huyền Đức biến ngay sắc mặt nói, ông mới đến đây, chưa dạy ta điều gì chính đạo, đã vội khuyên ta ngay một việc ích kỷ hại nhân. Vì đây không thể nào theo được. Đan Phúc cười, xin lỗi, lâu nay tôi vẫn nghe tiếng sứ quân là người nhân đức, nhưng chưa dám tin, nên mới đem lời ấy ra thưa. Huyền Đức cũng bình tĩnh lại, đứng dậy xin lỗi, vì đâu đã có nhân đức đối với mọi người, nay nhờ tiên sinh đến dạy bảo cho. Đan Phúc nói, tôi từ Dinh Thượng đến đây, nghe thấy người Tân Giả có câu hát rằng, Tân Giả Mục, Lưu Hoàng Thúc, từ khi đến đây, dân được sung túc, thế mới biết nhân đức sứ quân lan truyền trong mọi người. Huyền Đức cử Đan Phúc làm quân sư, để rèn luyện quân mã. Lại nói, từ khi ở Ký Châu về Hứa Đô, Tào Tháo vẫn có ý muốn lấy Kinh Châu, Tháo sai Tào Nhân, Lý Điển cùng hàng tướng Lã Khoáng, Lã Tường lĩnh 30,000 quân đóng ở Phàn Thành, để uy hiếp Kinh, Tương và dò xét tình thế. Một bữa, Lã Khoáng và Lã Tường về bẩm với Tào Nhân, nay Lưu bị đóng quân ở Tân Giả, chiêu binh mãi mã, tích lũy lương thảo, chí hắn không nhỏ đâu, cần phải trừ ngay mới được. Hai chúng tôi, từ khi hàng thừa tướng, chưa lập được chút công nào. Nay xin lĩnh 5,000 tinh binh sang lấy đầu Lưu bị về dân. Tào Nhân giao ngay cho hai anh em 5,000 tinh binh kéo sang đánh Tân Giả. Thám Mã Phi báo Huyền Đức, Huyền Đức mời Đan Phúc đến bàn. Phúc nói, không nên để giặc vào đến cõi, phải sai quan công dẫn một đạo quân từ mé tả đi ra đánh đường giữa quân giặc, Trương Phi đem quân từ mé hữu đi ra đánh đường sau, còn chúa công đem Triệu Vân ra mặt trước đón đánh, nhất định phá được quân Tào. Huyền Đức nghe theo, liền cho quan Trương đi trước, còn mình cùng Đan Phúc, Triệu Vân dẫn 2,000 quân mã ra cửa ải đón đánh. Đi chưa được vài dặm, đã thấy phía sau núi bụi bay mù mịt, Lã Khoáng, Lã Tường kéo quân đến. Hai bên dàn thành thế trận, Lưu Bị ra ngựa dưới cửa cờ, gọi to rằng, kẻ nào dám xâm phạm vào đất ta. Lã Khoáng ra ngựa đáp, ta là đại tướng Lã Khoáng, vân mệnh thừa tướng lại đây bắt sống mi. Huyền Đức nổi giận, sai Triệu Vân ra. Hai bên vừa giao chiến vài hiệp, Triệu Vân đâm Lã Khoáng một nhát chết ngay dưới ngựa. Huyền Đức thúc quân ập vào đánh chém. Lã Tường địch không đổi, dẫn quân chạy, đến nửa đường, một cánh quân xông ra đi đầu là đại tướng Vân Trường. Đánh giết một hồi, quân Tường chết mất nữa, cướp đường chạy thoát. Chạy chưa được 10 dặm,
lại một cánh quân nữa chặn lối. Đi đầu là đại tướng Trương Phi, chống xà mâu hét lớn: "Có Trương Dực Đức ở đây!" Phi nhảy đến đâm lã Tường. Tường trở tay không kịp, bị Trương Phi đâm trúng chết ngay. Quân Tào vỡ chạy tán loạn. Huyền Đức đem quân đuổi theo, bắt được quá nữa, rồi thu quân về huyện, trọng đãi Đan Phúc, khao thưởng ba quân. Bọn bại quân về gặp Tào Nhân báo tin hai họ Lã đã bị giết, quân sĩ bị bắt rất nhiều. Tào Nhân giật nảy mình, bàn với Lý Điển. Điển nói: "Hai tướng chết vì khinh địch, nay nên đóng quân lại, đừng điều động vội, rồi về báo thừa tướng đem đại quân đi đánh mới được." Nhân nói: "Không được, nay hai tướng bị chết, quân mã lại thiệt hại nặng, ta nhất định phải báo thù. Liệu cái đất Tân Giả nhỏ như lỗ mũi này có cần phải phiền đến đại quân của thừa tướng?" Điển nói: "Lưu Bị là bậc hào kiệt, chớ nên coi thường." Nhân nói: "Sao ông giác thế?" Điển nói: "Trong binh pháp có câu, biết người biết mình thì đánh trăm trận được cả trăm. Tôi không nhát đâu, chỉ sợ đánh không nổi thôi." Nhân nổi giận, nói: "Ngươi hài lòng sao? Ta quyết bắt sống Lưu Bị." Lý Điển nói: "Nếu tướng quân đi, tôi xin ở lại giữ Phàn Thành." Nhân nói: "Nếu ngươi không đi thì thật là hài lòng rồi." Điển bất đắc dĩ phải cùng Tào Nhân điểm 2.5 vạn quân mã qua sông đến Tân Giả. Thật là phó tướng khinh thường đã bỏ xác tướng quân rửa hận lại ra quân. Chưa biết phen này Tào Nhân, Lý Điển được thua thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.